Xin chào các bạn, mình là Hợp và hôm nay mình có về trên tay được một chiếc Tudor mới rất là đẹp và mình sẽ cùng mở hộp ra và lên tay cho anh em xem. Đầu tiên thì chúng ta vẫn có một cái hộp đặc trưng của Tudor với ba màu là đen, đỏ và trắng. Như các bạn thấy ở đây. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp gỗ của Tudor. Với phần dưới là gỗ và phần trên thì được bọc qua một lớp da. Cái cách làm của Tudor này đã thay đổi khi họ thay đổi cái bảo hành mới và cái hộp của họ cũng làm sang trọng hơn một chút, khá là đẹp. Mình sẽ cùng mở ra trên tay. Đó. Đây là một chiếc Tudor Black Bay size 41mm và các bạn thấy ở đây là nó sẽ có cái mặt dial được làm màu champagne. Và chúng ta với chiếc này thì chúng ta sẽ có đề mi đó là cái niềng benzen vàng yellow gold và cái núm của chúng ta vàng yellow gold. Chiếc này thì cực kỳ mới và nó được mua tại AD của Tudor tại Thái Lan. Và các bạn thấy đây cái tag của nó còn nguyên chữ Thái này. Chiếc này thì sẽ có date là 11 tháng 9 năm 2021. Với chính sách mới của Tudor thì sẽ bảo hành 5 năm như là của Rolex. Cho nên là các bạn xài chiếc này thì chuẩn luôn, ngon luôn. Thì chúng ta sẽ có bảo hành toàn cầu 5 năm các bạn nhé. Với một chiếc Tudor như này thì có mã. Chúng ta có thể check mã ở đây là M79733N-0006. Thì với chiếc này thì có giá retail hãng vào khoảng 99 triệu 500 các bạn nhé. Còn với một chiếc mà mới và còn nguyên siêu như này thì bên mình bán với một cái mức giá mà tốt hơn khá là nhiều. Bên mình bán với giá là 75 triệu. Mình sẽ cùng bỏ ra vào trên tay. Các bạn có thể thấy là độ mới của nó nhé. Đây là vẫn còn nguyên siêu này. Đó. Nguyên siêu này. Thì chiếc này nó là một chiếc sử dụng dây gọi là dây fabric NATO strap, cho nên là với cái dây này thì đặc trưng của nó là khi các bạn xỏ lỗ vào thì nó sẽ xê dịch ở phần này. Đó, nhưng tuy nhiên khi các bạn mua thì bên mình sẽ tặng thêm các bạn một sợi dây da bò nâu để cho phù hợp với cái mặt vàng vintage này. Chiếc này có size là 41mm và nó có lắc to lắc cũng loanh quanh đâu đó vào khoảng tầm 48-49, cho nên là nó sẽ phù hợp với tay của anh em. Khoảng 16.5 là chúng ta đeo chiếc này là đẹp. Mặt dial của chiếc này thì có màu là champagne dial và nó được làm dạng chải tia. Đó. Điểm đặc biệt trên chiếc này đó là chúng ta sẽ có đề mi vàng với hai cái phần chi tiết được làm bằng vàng khối yellow gold. Đó là cái phần niềng benzen này. Và chúng ta sẽ có đây là một cái núm của chúng ta, núm chính của chúng ta là núm skew down được làm bằng vàng gold, yellow gold. Logo Tudor Geneva ở góc 12 giờ ngay phía dưới cái cọc số. Và ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có ô lịch ngày khá là đẹp với con số 10. Ở dưới góc 6 giờ thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có độ chống nước là 200m tương đương 660 feet và chuẩn chronometer official certified. Chiếc Tudor này thì sử dụng bộ máy đó là MT5612. Nó khác với 5602 ở cái là nó sẽ có thêm ô lịch ngày. Và với máy MT5612 này của chúng ta thì sẽ có là 26 chân kính, 28.800 tần số động và chúng ta sẽ có 70 giờ tích cóp. Đây là máy in-house của Tudor và chạy rất là ngon và mượt. Đó. Chiếc này là một chiếc thuộc dòng Black Bay Diver, cho nên là dĩ nhiên là lum của nó cũng rất là sáng. Như các bạn thấy ở đây, nếu như mà có ô lịch ngày thì chúng ta sẽ không có cọc số góc 3 giờ. Đó là lý do tại sao mà nhiều người vẫn thích là một chiếc đồng hồ không có lịch, vì mặt dial của nó sẽ cân đối hơn. Tuy nhiên nó sẽ bất tiện hơn trong việc sử dụng hàng ngày. Đó. Đây, các bạn có thể thấy ngay là cái lum của nó rất là sáng. Đó. Niềng với những cái chiếc Tudor Black Bay thì niềng của nó luôn luôn là niềng nhôm các bạn nhé. Các bạn có thể thấy đây là một cái niềng nhôm mà sau đó được sơn đen. Đó, và chúng ta sẽ có những cái con số ở trên này thì được sơn màu vàng để cho hợp với cái màu vàng vintage của chúng ta. Chiếc này thì sẽ phù hợp với anh em mà tay khoảng 16.5 khi mà chúng ta lên tay. Còn đây là tay của mình thì khá là dư thừa. Thì nếu như anh em nào mà tay khoảng 16.5 đến 17 thì đeo chiếc này sẽ rất là đẹp. Chiếc này thì như mình nói là bảo hành toàn cầu 5 năm và nếu như anh em mua thì bên mình đang bán với mức giá là 75 triệu. Nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Tudor này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.